chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Mão Lộc hôm nay. Mở đầu chương trình thời sự là những nội dung đáng chú ý như sau. Hội thảo quốc tế quy hoạch thành phố Mão Lộc phát triển bền vững giai đoạn 2020-2040, tầm nhìn đến năm 2050. Ban chỉ huy quân sự thành phố sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 765, nghị quyết 1309 của Trung ương và nghị quyết 30 của tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Ra quân vận động hiến máu tình nguyện tháng 7 năm 2018. Phần cuối chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố Bảo Lộc khóa 5, nhiệm kỳ 2016-2021 với nội dung kiểm tra các doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tại trường Đại học Tôn Đức Thắng Bảo Lộc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội thảo quốc tế về quy hoạch thành phố Bảo Lộc phát triển bền vững. Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố Bảo Lộc, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cùng với nhiều giáo sư, tiến sĩ trong nước và đến từ các nước Hàn Quốc, Bỉ, Đài Loan, Ý. Theo đánh giá của các chuyên gia và nhà quản lý đầu ngành, từ khi hình thành cho đến nay, Bảo Lộc chưa chọn cho mình được một hình thái đô thị đặc trưng. Chính vì vậy, hội thảo quốc tế lần này không nằm ngoài mục đích chọn được mô hình phát triển phù hợp cho đô thị Bảo Lộc. Theo đó, ngày 5 tháng 7 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính của thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận thuộc huyện Bảo Lâm, gồm 5 xã là Lộc An, Lộc Tân, Lộc Thành, Lộc Nam và Tân Lạc. Diện tích lập quy hoạch là hơn 597 km2, diện tích hiện hữu là hơn 232 km2. Với việc lập quy hoạch mới này, thành phố Bảo Lộc sẽ thể hiện được vai trò, vị thế mới đối với vùng tỉnh Lâm Đồng. Vùng phụ cận của thành phố Bảo Lộc sẽ phát triển theo hướng hỗ trợ và tương tác lẫn nhau trong vùng đô thị nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế riêng của từng địa phương theo hướng tích cực, bền vững và thông minh. Tại hội thảo, các chuyên gia đã trình bày nhiều ý tưởng liên quan đến công tác quy hoạch thành phố Bảo Lộc phát triển bền vững với nhiều vấn đề đã được các chuyên gia đặt ra như tính bền vững giữa phát triển kinh tế và sinh thái, sự gắn kết giao thông giữa Bảo Lộc và các vùng phụ cận, xây dựng các kịch bản cho đô thị Bảo Lộc và có phân kỳ phát triển cụ thể, sự tham gia của người dân địa phương trong công tác quy hoạch. Cũng tại hội thảo này, các đại biểu cùng với ngành chức năng của địa phương đã tổ chức thảo luận tổ về các chủ đề phát triển đô thị Bảo Lộc như chất lượng đô thị đa trung tâm, đô thị thông minh, đô thị du lịch, nông nghiệp và đô thị sinh thái. Nhiệm vụ chung quy hoạch thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận cũng đặt ra yêu cầu về định hướng phát triển đô thị và tổ chức không gian, định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị và định hướng thiết kế đô thị. Ban chỉ huy quân sự thành phố Bảo Lộc vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 765 Quân ủy Trung ương, nghị quyết 1309 của Đảng ủy quân khu và nghị quyết 30 của tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. 5 năm qua, Đảng ủy quân sự thành phố Bảo Lộc đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc nghị quyết, nhờ đó chất lượng huấn luyện cũng như công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật đã chuyển biến rõ rệt, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Bảo Lộc ngày càng vững mạnh. Hàng năm Đảng ủy ra nghị quyết chuyên đề công tác huấn luyện, xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho các đối tượng đúng đủ nội dung chương trình theo quy định, với kết quả đã tổ chức huấn luyện cho hơn 2.800 lượt dân quân cơ động, 1.130 lượt dân quân tự vệ với gần 1.000 dự bị động viên, đạt 98%. Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức hội thao, hội thi với hơn 1.000 lượt cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, dân quân tự vệ tham gia, qua đó chọn các đồng chí có thành tích ưu tú huấn luyện, nâng cao tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức và đạt được nhiều kết quả cao. Ngoài ra, Ban chỉ huy quân sự thành phố còn tham mưu cho Thành ủy, Ban dân thành phố tổ chức các đợt diễn tập khu vực phòng thủ, kết hợp với các lực lượng liên quan, tổ chức các buổi diễn tập cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai với phương châm 4 tại chỗ. Cùng thời gian trên, Ban chỉ huy quân sự thành phố còn phối hợp với các trường phổ thông trung học trên địa bàn, tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh theo chương trình học cho hơn 8.000 lượt học sinh, qua đó góp phần giáo dục tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ quốc phòng. Dịp này, đơn vị cũng đã trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện,
giai đoạn 2013-2018. Sáng ngày 27 tháng 7 năm 2018, tại trạm y tế phường Lộc Phát, Hội chữ thập đỏ thành phố Bảo Lộc tổ chức vận động hiến máu tình nguyện tháng 7 năm 2018 nhằm đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện 2 Lâm Đồng. Với thông điệp hiến giọt máu đào trao đời sự sống, kết nối trái tim, kết nối sự sống. Mặc dù đợt vận động hiến máu tình nguyện diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, trên 200 tình nguyện viên là đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, học sinh và nhân dân có tấm lòng nhân đạo đã đến xét nghiệm và làm các thủ tục cần thiết để sẵn sàng hiến máu, phục vụ công tác cứu người. Dự kiến trong đợt vận động hiến máu tình nguyện tháng 7 năm 2018, Bệnh viện 2 Lâm Đồng sẽ tiếp nhận từ 120 đến 150 đơn vị máu 250ml, đảm bảo đủ lượng máu cần thiết cấp cứu và điều trị. Được biết, tính từ ngày 30 tháng 1 đến 27 tháng 6 năm 2018, Ban vận động hiến máu tình nguyện thành phố Bảo Lộc đã vận động được hơn 728 trên 800 đơn vị máu được giao, đạt 91% chỉ tiêu của cả năm 2018 qua 4 đợt. Trong đó, đợt 1 tiếp nhận 209 đơn vị máu, đợt 2 tiếp nhận 58 đơn vị máu, đợt 3 tiếp nhận 251 đơn vị máu, đợt 4 tiếp nhận 183 đơn vị máu. Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ thành phố Bảo Lộc cũng đã kịp thời vận động được 27 đơn vị máu phục vụ cho nhu cầu cấp cứu tại Bệnh viện 2 Lâm Đồng. Thời gian qua, thành phố Bảo Lộc đã tuyên truyền vận động người dân tập trung các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội, trong đó chú trọng đến ngành nông nghiệp, tích cực chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi. Nhờ vậy, giá trị ngành nông nghiệp của thành phố không ngừng tăng trưởng. Từ năm 2016 đến nay, tình hình sản xuất nông nghiệp của thành phố tiếp tục phát triển ổn định, với giá trị sản xuất ước đạt 3.081 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm gần 8%, trong đó ngành chăn nuôi chiếm 44%, trồng trọt chiếm 53% trong cơ cấu giá trị sản xuất. Hiện tại thành phố Bảo Lộc có 2.543 hectare chè, 7.400 hectare cây cà phê và gần 300 hectare cây dâu tầm, trong đó đa số diện tích đã được chuyển đổi các loại giống mới. Ngành sản xuất dâu tầm tơ ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực về quy mô sản xuất, chất lượng sản phẩm với giá trị đạt từ 200 đến 250 triệu đồng hecta trên năm. Bình quân giá trị sản xuất cây chè và cây cà phê đạt 135 đến 150 triệu đồng hecta trên năm. Riêng cây chè chất lượng cao đã mang lại thu nhập cho người dân từ 270 đến 300 triệu đồng một hecta trên năm. Cây rau và hoa màu đạt trên 500 triệu đồng hecta trên năm. Cây ăn quả đạt giá trị sản lượng từ 200 đến 250 triệu đồng hecta trên năm. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc. Tiếp theo sau đây sẽ là một số tin ngắn đáng chú ý khác. Trong 6 tháng đầu năm 2018, thành phố Bảo Lộc đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương, như Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19 tháng 4 đối với 6 khu dân cư đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố tại thôn Nursery, xã Lộc Nga, triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và 132 năm ngày quốc tế lao động. Cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức tốt hội diễn văn nghệ quần chúng, công nhân viên chức lao động thành phố Bảo Lộc năm 2018. Phối hợp tổ chức đảm bảo an ninh trật tự chặng 21 và 22 cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 và tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao thành phố năm 2018. Thu hút sự tham gia và cổ vũ nhiệt tình của các vận động viên và cổ động viên của 11 trên 11 xã, phường trên địa bàn thành phố. 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân đóng góp trên 20 tỷ đồng và 10.000 ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi. Từ những nguồn của dân cộng với nguồn ngân sách nhà nước, Bảo Lộc đã tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và xây dựng khu dân cư văn hóa. Tính đến nay, Bảo Lộc có 5 trên 6 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị, 5 trên 5 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 161 trên 165 khu dân cư văn hóa và có 35.601 trên 39.163 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trước đó, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc và các tổ chức thành viên đã vận động các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và các nhà hảo tâm được hơn 2,2 tỷ đồng, giúp 8.372 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc còn trích từ nguồn Quỹ vì người nghèo hỗ trợ Tết cho 3 huyện, Bảo Lâm, Đạo Oai, Cát Tiên,
100 triệu đồng và hỗ trợ huyện Đạ Tẻ 100 triệu đồng xây dựng 4 căn nhà đại đoàn kết. 6 tháng đầu năm, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, tư vấn hỗ trợ phụ nữ ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao nhận thức, năng lực giúp hội viên phụ nữ tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế và các mô hình kinh tế hợp tác. Trong đó, hội đã phối hợp với các đơn vị như Trung tâm Khuyến công tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Nông nghiệp thành phố tổ chức tập huấn về khởi sự kinh doanh và ứng dụng khoa học kỹ thuật chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cho gần 1.000 cán bộ hội viên phụ nữ các chi tổ hội tham gia. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức phát động Ngày Phụ nữ khởi nghiệp và xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động khởi nghiệp trong toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ, có 15 ý tưởng khởi nghiệp về lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, sản xuất, kinh doanh trà, cà phê, lụa tơ tằm tham gia. Qua sàng lọc, có 10 ý tưởng khởi nghiệp đạt các tiêu chí dự thi cấp tỉnh và có 3 ý tưởng lọt vào vòng chung kết với kết quả đạt 1 giải nhất, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích. Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân xã Lộc Thanh vừa tổ chức chương trình kỳ họp lần thứ 7, khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân xã đã thông qua các nội dung về báo cáo được trình bày tại kỳ họp lần này như báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 5 của Hội đồng Nhân dân thành phố Bảo Lộc, báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm và phương hướng thu chi ngân sách cuối năm 2018. Theo đánh giá, tại kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng Nhân dân xã Lộc Thanh khẳng định tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục phát triển với kết quả thu ngân sách nhà nước đạt hơn 86% kế hoạch năm. Tình hình quản lý đất đai có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện đảm bảo đúng theo quy định, các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh trật tự được đảm bảo, đời sống người dân tiếp tục được nâng lên. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân xã đã tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu đối với ngành chức năng và lãnh đạo xã, một số nội dung cử tri quan tâm như lĩnh vực kinh tế, khoáng sản, môi trường, văn hóa và an ninh trật tự. Sau thời gian đi vào hoạt động, Trung tâm Sông Hơi giải độc dioxin phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam thuộc Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Bảo Lộc đã từng bước đi vào hoạt động ổn định, được khai thác có hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm đã tổ chức được 8 đợt sông hơi, giải độc cho 80 nạn nhân chất độc da cam, thiết thực góp phần chăm lo sức khỏe cho nạn nhân chất độc da cam. Ngoài Trung tâm Sông Hơi giải độc dioxin, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Bảo Lộc còn có trung tâm nuôi dạy con nạn nhân chất độc da cam của thành phố. Hiện trung tâm có 18 cháu ở nội trú và tổ chức ngoại trú cho 22 cháu là con nạn nhân chất độc da cam không có điều kiện nội trú. Nhằm tạo môi trường thuận lợi để các em tham gia các hoạt động bổ ích thiết thực trong dịp hè, Ban chỉ đạo hè phường Lộc Tiến vừa tổ chức liên hoan tiếng hát hoa phượng đỏ hè năm 2018. Liên hoan tiếng hát hoa phượng đỏ phường Lộc Tiến hè năm 2018 thu hút hơn 50 em thiếu nhi từ 6 đến 14 tuổi, đến từ liên đội các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường. Đến với liên hoan, các em đã đem đến nhiều tiết mục, hát, múa, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, thầy cô, bạn bè, gương các anh hùng liệt sĩ theo hình thức đơn ca, song tam ca và tứ thấp ca. Theo đánh giá của ban tổ chức hội thi, các tiết mục tham gia dự thi năm nay đã thể hiện được nội dung đặc sắc và ấn tượng, nhiều em có giọng hát hay, khỏe được ban giám khảo đánh giá cao. Qua liên hoan nhằm khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, giúp các em thể hiện tình cảm ước mơ của mình trong học tập, sinh hoạt và cuộc sống, thể hiện tài năng năng khiếu của mình trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật. Ngoài ra, liên hoan còn tuyển chọn những chương trình nghệ thuật xuất sắc chuẩn bị tham gia liên hoan tiếng hát hoa phượng đỏ cấp thành phố diễn ra sắp tới. Nhằm tạo sân chơi lành mạnh và rèn luyện thể lực cho các em thiếu nhi nhân dịp hè 2018, Ban chỉ đạo hè phường 2 đã tổ chức giải bóng đá mini cho các em thiếu nhi độ tuổi từ 11 đến 15 trên địa bàn phường. Đây là hoạt động được Ban chỉ đạo hè phường 2 duy trì tổ chức vào mỗi dịp hè hàng năm, nhằm thực hiện tốt chương trình vận động mọi người rèn luyện sức khỏe, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia hoạt động thể dục thể thao và những hoạt động sôi nổi trong dịp hè năm 2018. Tham dự giải bóng đá mini hè năm nay có 18 đội, độ tuổi từ 11 đến 15, đến từ các tổ dân phố trực thuộc phường 2. Mặc dù phải thi đấu trong thời tiết không thuận lợi, nhưng các cầu thủ vẫn thi đấu nhiệt tình, cống hiến nhiều trận đấu hay trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả.
Việc tổ chức giải bóng đá mini hè đã tạo cho các em thanh thiếu nhi tinh thần tập thể, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, là điều kiện cho các em giao lưu sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong dịp hè, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về sức khỏe, tinh thần để chuẩn bị bước vào năm học mới 2018-2019. Ngân hàng BIDV chi nhánh Bảo Lộc vừa tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động kinh doanh bán lẻ 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai các biện pháp tăng dịch vụ trong những tháng còn lại của năm 2018. Với mục tiêu định hướng hoạt động ngân hàng bán lẻ ngày càng phát triển theo chiều sâu, hướng tới sự thuận tiện giảm chi phí cho khách hàng. Sau hơn 12 năm kiên định với mục tiêu ngân hàng bán lẻ, BIDV Bảo Lộc đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong hoạt động và có vị trí trong hệ thống tiêu dùng bán lẻ đứng thứ 3 khu vực và thứ 4 trong hệ thống, dịch vụ bán lẻ đứng thứ 5 khu vực và thứ 57 hệ thống, và đơn vị trở thành sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng tại địa phương. Với mạng lưới hoạt động gồm một trụ sở chính và 5 phòng giao dịch tại thành phố Bảo Lộc, các vùng lân cận, hoạt động của hệ thống phòng giao dịch đã đóng góp quan trọng trong hoạt động bán lẻ của chi nhánh. Hàng năm, BIDV chi nhánh Bảo Lộc đã giải ngân cho vay phục vụ người dân với doanh số trên 4.000 tỷ đồng, cho trên 25.000 lượt khách hàng là các hộ gia đình, các hộ kinh doanh vay vốn. Nguồn vốn này đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương, tạo việc làm cho người lao động. Hội nghị đã triển khai một số biện pháp hoạt động trong thời gian tới của BIDV Bảo Lộc để thu hút khách hàng, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh của đơn vị. Trong đó, hoạt động bán lẻ tiếp tục được đẩy mạnh, sản phẩm cạnh tranh bám sát lộ trình thực hiện và mục tiêu năm đề ra. BIDV tiếp tục phát huy vai trò là định chế tài chính hàng đầu trong việc chủ động tích cực nghiên cứu để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, như đã thông tin, tại kỳ họp thứ 8 của Hội đồng Nhân dân thành phố Bảo Lộc khóa 5, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa diễn ra, bên cạnh xem xét các báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố và các ngành, nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền nhân dân và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, biểu quyết thông qua các nghị quyết, thì các đại biểu cũng đã tiến hành chất vấn những nội dung được đông đảo các cử tri quan tâm. Các câu hỏi của đại biểu xoay quanh 8 nhóm vấn đề bao gồm khai thác khoáng sản, công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại bãi rác Đại Lào, cấp thoát nước theo dự án ODA, tiến độ thi công một số công trình, kiểm tra các doanh nghiệp và vấn đề việc làm, đào tạo nghề. Trong chương trình thời sự hôm nay, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc xin gửi đến chất vấn của đại biểu Trần Văn Ngọc, Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc về vấn đề kiểm tra các doanh nghiệp và phần trả lời chất vấn của ông Lê Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc. Kiểm tra các doanh nghiệp mỗi năm một lần. Vì vậy, khó khăn trong việc mà đi kiểm tra cho các doanh nghiệp. Thì cái việc đi kiểm tra này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc nợ động của các cái đơn vị tham gia bảo hiểm. Nó xảy ra những cái hệ lụy như là công ty Vimo, Nozaban hoặc là công ty Song Thương, Bá Thiên v.v. và những công ty khác nữa. Hiện nay tổng số nợ bảo hiểm xã hội từ tháng 5 là tới 23 tỷ và gần 80 doanh nghiệp là nợ bảo hiểm xã hội. Tôi kiến nghị với lại Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, kiến nghị với lại bên tỉnh để tăng cường công tác kiểm tra giám sát về cái bảo hiểm xã hội. Theo cái điều 2, bảo hiểm xã hội thì từ ngày 1 tháng 1 đã có hiệu lực. Đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc là từ hợp đồng lao động từ 1 đến 3 tháng. Đó. Cho nên là chúng ta cần tăng cường công tác kiểm tra hơn nữa. Tôi xin có 3 nội dung trả lời cụ thể thế này. Cái thứ nhất là thực hiện cái tinh thần chỉ đạo của chính phủ theo cái chỉ thị 20 ngày 17 tháng 5 năm 2017 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp để tránh sự chồng chéo gây khó khăn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm thì không hạn chế thanh tra. Đồng thời nhấn mạnh chỉ được thanh tra, kiểm tra một lần đối với doanh nghiệp trong một năm. Thì báo cáo quý vị, tôi xin nói cái chung nhất là cái chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ chúng ta phải chấp hành. Thế thì nó có hai nội dung như thế. Thế thì chúng ta phải thực hiện như thế nào? Nội dung thứ hai, tôi xin
tiếp theo có nội dung thứ nhất là việc kiểm tra doanh nghiệp thì phải có kế hoạch và phải được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Nó chặt chẽ như thế các đồng chí ạ, chúng ta phải hiểu nó chặt chẽ như thế. Cụ thể là năm 2018 thì thành phố Bảo Lộc đã xây dựng kiểm tra là 30 doanh nghiệp và được Ủy ban tỉnh phê duyệt kiểm tra 19 doanh nghiệp thôi. Báo cáo quý vị như vậy. Tại quyết định số 127 ngày 19 tháng 1 năm 2018 thì trong 6 tháng đầu năm 2018 thành phố đã tiến hành kiểm tra theo kế hoạch như trên mới được 5 doanh nghiệp. Thì trong thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục kiểm tra những doanh nghiệp còn lại mà tỉnh đã phê duyệt. Nó phải chặt chẽ thế quý vị. Bên cạnh đó, đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội hoặc có kiến nghị của người lao động, thành phố sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đột xuất để đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động và quan hệ lao động hài hòa tiến bộ trong doanh nghiệp để góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương. Như vậy, ngoài những doanh nghiệp được Ủy ban tỉnh phê duyệt, thành phố sẽ tiếp tục kiểm tra những doanh nghiệp khi có vấn đề phát sinh. Thì báo cáo quý vị là những doanh nghiệp như thế thì khi kiểm tra thì chúng ta phải phát hiện được những vi phạm của doanh nghiệp. Còn nếu không, chúng ta có thể là vi phạm cái chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ. Mà các quý vị là cái đơn vị kiểm tra liên ngành chúng ta phải biết chắc là đơn vị đó vi phạm. Vấn đề thứ ba, kiểm tra doanh nghiệp hàng năm không chỉ gói gọn ở cái kế hoạch của tỉnh, của thành phố mà đại biểu Ngọc chất vấn mà phải căn cứ các cái phê duyệt trên. Thế thì chúng tôi thấy rằng là đối với Bảo Lộc có một số lượng doanh nghiệp như đại biểu Ngọc đề cập là đúng rồi. Nhưng mà công tác kiểm tra của chúng ta có cần thiết phải đi hết các doanh nghiệp hay không? Báo cáo quý vị là các doanh nghiệp của thành phố Bảo Lộc là những đơn vị ngoài các kế hoạch của tỉnh, của thành phố ra thì các doanh nghiệp của thành phố chúng ta là doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ. Có những doanh nghiệp chỉ có vài lao động. Cái số vài lao động của chúng ta có rất nhiều. Thì theo chúng tôi là nếu kế hoạch mà kiểm tra hết, chúng ta không có thời gian. Thứ hai, chỉ có vài lao động mà chúng ta thành lập đoàn kiểm tra thì rất khó cho doanh nghiệp. Do đó những doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ này, nếu như các đơn vị, xã, phường và các phòng ban chuyên môn phát hiện những vi phạm thì mới kiểm tra. Còn nếu mà kiểm tra chỉ vài lao động thì chúng ta không thể kiểm tra hết. Tôi xin trả lời cái kiểm tra đối với các doanh nghiệp là như vậy. Để có cái sự thống nhất trong công tác kiểm tra doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh Xã hội phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Liên đoàn Lao động để chúng ta thực hiện công tác kiểm tra này. Quý vị và các bạn thân mến, phần chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố Bảo Lộc khóa 5, nhiệm kỳ 2016-2021 với nội dung kiểm tra các doanh nghiệp cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.